Với phong trào hành trình của lốp xe, đoàn thanh niên xã Dạ Trạch huyện Khoái Châu đã tái chế những chiếc lốp xe đã qua sử dụng và các nguyên vật liệu để tái chế tạo thành những sân chơi bổ ích cho thanh thiếu nhi tại địa phương. Đoàn thanh niên xã Dạ Trạch đã vận động nhân dân đóng góp ủng hộ lốp xe ô tô đã qua sử dụng và các vật liệu như khung thép, dây thừng, tre, gỗ qua bàn tay khéo léo, sáng tạo và tinh thần xung kích tình nguyện của các đoàn viên thanh niên, những vật liệu này đã được tái chế, sơn sửa, kẻ vẽ thành những đồ chơi vô cùng ngộ nghĩnh đáng yêu, vừa gần gũi với thiên nhiên như thú bập binh, ván gỗ bập binh, đu quay, cầu trượt, tạo thành sân chơi bổ ích, lý thú cho thanh thiếu nhi. Việc làm này không chỉ phát huy vai trò xung kích sáng tạo của cán bộ đoàn viên thanh niên, mà còn góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu, phát triển bền vững.